lấp đầy sẹo rỗ, không đầu, không xâm lấn. Liệu trình 13 bước chuẩn y khoa, được thăm khám soi da miễn phí cùng chuyên gia, lên phác đồ điều trị chuyên biệt. Với công nghệ laser CO2 Fractional, sử dụng bước sóng 10.600 nanomet, tác động sâu vào lớp hạ bì, tận gốc đáy sẹo, phá hủy mô sơ, loại bỏ mô sần, kích thích sản sinh collagen nằm sâu bên dưới da, lấp đầy sẹo rỗ vượt trội, giúp làn da sáng mịn, thu nhỏ lỗ chân lông. Kết hợp công nghệ plasma lạnh giúp kháng khuẩn, phục hồi nhanh gấp 5 lần. Đặc biệt, đến viện thẩm mỹ Diva không kéo dài liệu trình, không phát sinh chi phí. Duy nhất 99 suất, lấy lại làn da căng bóng, mịn màng, sáng khỏe từ sâu bên trong. Gọi 1900 2222, tư vấn bảo giá miễn phí.